29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Ông lớn đứng sau sản phẩm ván gỗ công nghiệp Made in Việt Nam. Tập đoàn KES là cái tên đứng sau hệ sinh thái sản phẩm Made in Việt Nam, từ ván MDF, ván sàn, tủ kệ đến kỷ niệm chuông gỗ tại các siêu thị hàng đầu thế giới như Floor & Decor, Home Depot. Tính riêng mặt hàng sàn gỗ công nghiệp, KES đang xuất khẩu sang Mỹ với sản lượng hơn 3 triệu mét khối mỗi năm. Dấu ấn Made in Việt Nam trên kệ hàng ngoại. Theo thống kê, sản phẩm của KES xuất khoảng 3.000 container một năm, chinh phục hơn 30 quốc gia hàng đầu thế giới. Riêng tại Mỹ, điểm qua các hạng kệ hàng đồ gỗ nội thất, vật liệu gỗ tại Home Depot và Flooring Decor, hai chuỗi đồ nội thất hàng đầu thế giới, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp hệ sinh thái sản phẩm Made in Việt Nam của tập đoàn KES, từ sàn gỗ công nghiệp đến kệ tủ, kệ tường, kệ sách. Người đứng đầu KES chia sẻ, sản phẩm gỗ công nghiệp Made in Việt Nam được ưa chuộng tại Mỹ bởi tính ổn định về chất lượng. Bên cạnh cốt ván mang định chuẩn cao cấp, KES Group còn tạo nên sự khác biệt từ sự tinh xảo của bề mặt sản phẩm. Sản phẩm được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, những vân gỗ được tái hiện sống động nhờ kỹ thuật đồng vân đối bản giúp mang lại hiệu ứng hiển thị chân thật. Ông Alexander Bell Poston, một khách hàng mua sản phẩm ván sàn tại Floor & Decor chia sẻ, sản phẩm ván sàn Made in Việt Nam này còn được gọi là hàng handmade, bề mặt nhìn và xòe lên rất giống với bề mặt của gỗ tự nhiên. Ở một bức tranh khác, tập đoàn KES cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chiếm đáng kể thị phần tại Mỹ cho các mặt hàng như kỷ niệm chương, kệ tường, duy băng. Như vậy, không ngoa khi nói rằng KES là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam có vé thông hành vào một trong các thị trường khó tính bậc nhất thế giới là Mỹ. Mối lương duyên đưa hàng lên kệ Mỹ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, KES đã xác định việc chinh phục thị trường quốc tế là một trong những chiến lược lâu dài của tập đoàn. Dù nhiều khó khăn nhưng KES đã quyết định là chắc chắn thực hiện. Thách thức đặt ra là làm sao để các doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế trong bối cảnh kinh nghiệm chinh chiến thị trường nước ngoài vẫn còn sơ khai. Thế nhưng xuất ngoại và định chuẩn quốc tế cho sản phẩm chính là chiến lược lâu dài của KES Group. Ông Trịnh Hữu Kiên, Tổng Giám đốc KES, trải lòng khi nói về cơ duyên đưa KES ra ngoài thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu, KES đã triển khai bắt tay chiến lược, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó trọng tâm là thị trường Mỹ. Năm 2012, KES liên doanh với công ty Grandwood Blues LLC của Mỹ và thành lập công ty gỗ xanh xuất khẩu các sản phẩm kỷ niệm chương, kệ tường sang thị trường Mỹ. Năm 2018, KES hợp tác chiến lược với công ty ván sàn hàng đầu của Bỉ, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, thành lập nhà máy sản xuất ván sàn để xuất khẩu đi Mỹ. Ngoài việc thấu hiểu thị hiếu và tiêu chuẩn của người dùng cuối, KES còn chọn cách tiếp cận khác, tìm hiểu các nhà buôn khó tính nhất và tiếp nhận những tinh hoa, kinh nghiệm từ chính các đối tác chiến lược. Điều này cho phép doanh nghiệp rút ngắn thời gian, hiện thực hóa khát vọng mang hàng Việt lên kệ ngoại. Ông Trịnh Hữu Kiên chia sẻ, ngay từ những ngày đầu khởi sự, OEM vốn được xem là một bước đi chiến lược nhưng không phải ai cũng kiên định và có thể đáp ứng trước những yêu cầu khắt khe của đối tác ngoại. Người đứng đầu của KES thừa nhận, để thấu hiểu và chiều lòng các khách hàng lớn, những doanh nghiệp như KES phải rất lì đòn. Bằng chứng là KES từng mất gần một năm để thỏa các yêu cầu đạt tiêu chuẩn CARB P2, là một trong những tiêu chuẩn cao nhất để xuất khẩu vào thị trường các nước khó tính như Mỹ, châu Âu. Cần nói rõ rằng thời điểm đó thì chỉ tiêu này vẫn còn lạ lẫm với người tiêu dùng và ngoài tầm với của các doanh nghiệp cùng thời vì tính khắt khe của các tiêu chí cấp phép đạt chuẩn. Học hỏi gì từ cơ ngơi bề thế làm nên nội lực của KES? Hiện tại KES đang thi công nhà máy MDF thứ 3 tại Trơn Thành với công suất 500.000 mét khối một năm. Khi nhà máy Trơn Thành chào sân năm 2025, KES chính thức có trong tay bộ sưu tập 6 nhà máy với tổng diện tích 1.200.000 mét khối, đưa Việt Nam trở thành top 5 Đông Nam Á ngành ván gỗ công nghiệp xét về năng lực sản xuất. KES thừa hưởng DNA của tập đoàn Kim Tín, thế hệ sinh ra từ tư duy xuất khẩu cùng tầm nhìn mang chuẩn cao nhất của sản phẩm đến với những khách hàng khó tính nhất. Từ khi thành lập, KES tiếp cận công nghệ sản xuất, công nghệ quản trị toàn cầu, Đức, Bỉ để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Thật khó tin khi một doanh nghiệp ván gỗ lại mạnh tay đầu tư chuyển đổi số, bao gồm giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể và giải pháp quản trị nhà máy thông minh. Dự án này được xem là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn và toàn diện trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam.
Sân chơi quốc tế đang rộng mở chào đón các thương hiệu Việt. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải lên dây cót tinh thần, lì đòn và sẵn sàng nội lực để chinh phục những giấc mơ lớn hơn, ông Kiên nhấn mạnh. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.